Dạ con kính chào chư Bạch Đức Tăng ạ. Con là Tuyết Sương, pháp danh là Diệu Tịnh. Thì con có một câu hỏi mà gần đây con thắc mắc hoài luôn. Đó là cái việc mà hàng ngày mình suy nghĩ tới việc kiếm tiền. Thì đó có phải là tâm tham không ạ? Thì đương nhiên nó là tâm tham, nhưng mà tùy vào cái mức độ mà nó nhiều hay ít. Hơn nữa thì nếu như chúng ta chỉ suy nghĩ là cái mục đích của việc kiếm tiền nó để làm gì ấy, thì đôi khi nó cũng không phải là tâm tham. Xin lấy ví dụ nha. Chúng ta nghĩ là ngày hôm nay chúng ta nên đi làm để nuôi sống gia đình. Thì cái như là Bồ Tát á, nhiều đời, cái việc mà ngài đi làm á, ngài chỉ suy nghĩ là cái việc này tôi đi làm nhằm mục đích nuôi sống gia đình chứ không nhằm mục đích phục vụ cho tôi. Thì như vậy á, là nó không có tham ở trong đó. Còn nếu như chúng ta suy nghĩ là đi làm kiếm tiền để phục vụ cho các nhu cầu của bản thân thì nó thuộc về tâm tham. Cho nên là phân biệt cái đó ha.